không có bốn niệm trụ, không có sự an lập bốn niệm trụ, không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có sự an lập bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, không có pháp môn giải thoát không, không có sự an lập pháp môn giải thoát không, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không có sự an lập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không có pháp không nội, không có sự an lập pháp không nội, không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không có sự an lập pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, không có chân như, không có sự an lập chân như, không có pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, không có sự an lập pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Không có thánh đế khổ, không có sự an lập thánh đế khổ, không có thánh đế tập diệt đạo, không có sự an lập thánh đế tập diệt đạo, không có tám giải thoát, không có sự an lập tám giải thoát, không có tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, không có sự an lập tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, không có pháp môn đà la ni, không có sự an lập pháp môn đà la ni, không có pháp môn tam ma địa, không có sự an lập pháp môn tam ma địa, không có bậc cực hỷ, không có sự an lập bậc cực hỷ, không có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, không có sự an lập bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, không có năm loại mắt, không có sự an lập năm loại mắt, không có sáu phép thần thông, không có sự an lập sáu phép thần thông, không có mười lực Phật, không có sự an lập mười lực Phật, không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, không có sự an lập bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, không có đại từ, không có sự an lập đại từ, không có đại bi, đại hỷ, đại xả, không có sự an lập đại bi, đại hỷ, đại xả, không có pháp không quên mất, không có sự an lập pháp không quên mất, không có tánh luôn luôn xả, không có sự an lập tánh luôn luôn xả, không có trí nhất thiết, không có sự an lập trí nhất thiết, không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không có sự an lập trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không có quả dự lưu, không có sự an lập quả dự lưu, không có quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác, không có sự an lập quả nhất lai cho đến quả vị độc giác, không có tất cả hạnh đại Bồ-Tát, không có sự an lập tất cả hạnh đại Bồ-Tát, không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không có sự an lập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không có 32 tướng đại sĩ, không có sự an lập 32 tướng đại sĩ, không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc, không có sự an lập 80 vẻ đẹp phụ thuộc.